Xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ năm ạ. Xin bác kể cho chúng con nghe các loài sống trên trái đất này có được không thưa bác? Các loài sống trên đất này thì coi về nói về, nếu mà nói về các loài, tám loài trên trái đất này: thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, thần thánh tiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục và thực vật, tám loài. Thần, người lo cho cái thế gian này sống mỗi một ngày một tốt hơn, một ngày một sinh tươi rực rỡ hơn. Mà cũng chính con người này nè, có trong số con người muốn hủy diệt đây, hủy diệt sự sống này, đó là cái loài người đó là vậy. Còn thần thực thi nhân quả vào cho tánh Phật mượn thân tánh người vào trái đất này để tạo công đức hoặc tạo nghiệp, là thần là có nhiệm vụ quản lý cái này. Thánh giúp con người sống nhân nghĩa, tiên giúp con người sống nhàn hạ, ngạ quỷ xúi con người làm bậy, địa ngục sống dưới lòng đất để trả vì cái tội mà gây trọng tội ở trên thế gian này xuống địa ngục. Thực vật là cái gì? Là để làm thức ăn cho con người và phương tiện cho con người. Súc sinh là giúp con người chuyên chở và cũng làm thức ăn của con người. Đó, tám loài, nhiệm vụ tám loài trên cái trái đất này nó là vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Vâng, con xin biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ sáu ạ. Thầy, bác kể cho chúng con nghe việc làm của tám loài này được không ạ? Tám loài này thì loài người là gì? Lo cho gia đình, lo tổ quốc, lo cho trái đất này xinh tươi. Rồi tới ngày nó lo đốt trái đất này cho nó chết luôn. Loài người đó. Loài thần cho tánh người từ cho tánh Phật từ Phật giới vào mượn thân tánh người tạo công đức và tạo nghiệp. Có hai cái này thôi. Là tiên giúp cho con người, giúp cho tánh con người sống trong nhân nghĩa để mà nó hòa nhã với trái đất này. Còn loài tiên sống nhàn hạ, đừng có làm gì hết. Loài súc sinh làm thức ăn cho con người và giúp con người chuyên chở. Loài địa ngục trả nhân quả gây trọng tội. Loài thực vật làm thức ăn cho con người cũng như xây dựng. Đó là tám loài ở trên trái đất này. Có tám cái nhiệm vụ này. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con biết ơn bác ạ. Cho con xin hỏi câu thứ bảy ạ. Con người gốc ở đâu đến trái đất này, thưa bác? Bây giờ, đến trái đất này thì nói thế này nè. Khi mà trái đất mà chưa có thành lập ra đó, thì trong cái tam giới này nè, nó có sáu cái hành tinh. Mà cái hành tinh nào nó vỡ ra rồi đó, thì con người nó mất hết. Thì cái số con người này nè, được từ tứ di chuyển qua cái hành tinh mới. Ví dụ trái đất mình này, chuyển qua hành tinh mới là được 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. 10 tỷ năm ra sẽ quý vật á. Thì bây giờ nó được 7 tỷ rưỡi. Thì từ hành tinh khác chuyển qua, mà do ban bởi trời khí thiên dương chuyển đi. Giống như mình bây giờ, hiện giờ khoa học đã chứng minh rằng trái đất này nếu mà quý vật, thì những người có phi thuyền, có máy bay, thì sẽ dùng chở những cái người mà bà con của họ đi đến cái hành tinh mới. Và hành tinh mới hiện giờ trong cái bầu hoàng đạo một này nó có 7 cái hành tinh chờ sẵn. Có cái hành tinh nào chuẩn bị là người đập lộn mà hư tiêu rồi thì nó sẽ hốt những cái người này đi qua bên kia. Nhưng mà ví dụ 1.000 người qua thì chỗ còn sống 2-3 người thôi chứ không ấy đâu. Bởi vì nó qua cái thế giới mới rồi nó không chịu nổi cái. Còn người ta đang sống với văn minh mà đi vô trong rừng rú sống chịu nổi. Ba thành tinh mới thì qua ở trong rừng, trong đá chứ ở đâu. Người nào mạnh khỏe nhất mới sống. Còn mà yếu chết hết. Đó là làm thủy tổ loài người. Rồi từ đó nó phát sinh ra. Đó. Nhưng mà nên nhớ một trái đất cái chu kỳ 10.000 năm nó hủy diệt một lần. Bây giờ nếu mà nói thì con á. Mà nếu mà trên thế giới hiện giờ mà các loài, các nước mà văn minh nó đánh bằng nguyên tử, đánh bằng hạt nhân thì không còn bao nhiêu người sống đâu. Mà nếu có sống được thì cũng cùi phong lỡ rồi cũng chết. Mà thứ nhất, người nào phải chết?
Mà nếu mà bác sĩ nó chết hết thì ở đây mình đã thành tay ngang đó, không có trị bệnh được. Thì chỉ ăn lá cây thôi, bắt đầu trở lại cái đồ đá đó. Có thể sống nổi không? Đó, thì chỉ người nào mà sức khỏe mạnh lắm mới sống thôi. Làm thủy tổ là người. Còn thấy từ đời ông Phật Thích Ca đó, hồi đó có là trái đất này có mấy trăm ngàn người đó, mà bây giờ lên 7 tỷ mấy người đó. 2.000 mấy trăm năm, lên khủng khiếp vậy. Nước Việt Nam mình trước giải phóng, bây giờ lên gấp đôi luôn á. Mới 4 mấy năm, lên gấp đôi luôn. Phát triển khủng khiếp vậy đó. Thấy không? Mà cái lúc đó là lúc là cái văn minh nó chưa nhanh, bây giờ văn minh là quá nhanh. Thì nó sẽ đi vào cái quy diệt rất nhanh. Đó, thì cái thủy tổ là người, con hỏi gì thủy tổ là người là từ hành tinh khác đưa qua đây. Rồi hành tinh khác chết thì cũng hành tinh đó. Bởi vì trời Thiên Dương đã là ta lập cái ban bể và nó có 6 hành tinh để 6-7 hành tinh mà khoa học nó chứng minh luôn á. Là để làm ấy, bây giờ nó có những cây cỏ hoa lá và muôn thú sống rồi, nhưng mà thiếu loài người thôi. Nó cũng nằm ở trong bầu hoàng đạo một này. Thế nào cái đất nào dĩ diệt nó sẽ đưa cái hành tinh này sát bên chứ không phải là xa gì đâu. Thì những người có phi thuyền nó bay qua hoặc là có phi cơ nó bay qua. Mà về sau á, người ta bây giờ nó đã tiến hành vào cái dần cái phi thuyền nó không, nó bay rất nhanh nhưng mà nó đáp rất im chứ không phải nó đáp bằng đường băng. Đó, thì lúc đó là con người bắt đầu quý diệt rồi. Trái đất mới bắt đầu hình thành rồi. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ.